Lê Giang bị ngộ độc, sức khỏe hiện tại vẫn chưa ổn định, khiến ai cũng hoang mang. Vào tối ngày 20 tháng 6 vừa qua, Lê Giang đã khiến khán giả vô cùng lo lắng khi cho biết cô bị ngộ độc thực phẩm. Điều này đã khiến cho nữ nghệ sĩ liên tục trải qua nhiều cơn đau dữ dội, hoành hành theo từng đợt. Và những khó chịu về thể trạng, Lê Giang cũng rất lo lắng vì sự việc sợ ngộ độc xảy ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Sau một đêm chiến đấu với cơn đau bụng dữ dội, Lê Giang cho biết hiện cô đã tạm ổn nhưng vẫn còn cảm thấy rất đau. Thay vì đến bệnh viện từ sớm, cô vẫn đang cố tự chống chịu ở nhà suốt một đêm. Biết được tình trạng sức khỏe hiện tại của Lê Giang, nhiều người đã lập tức bày tỏ sự lo lắng cho cô nghệ sĩ. Không chỉ hỏi han và động viên, khán giả còn chỉ ra nhiều phương cách giúp Lê Giang có thể giảm cơn đau và sớm hồi phục sức khỏe. Trước những lời khuyên nên đến bệnh viện để được bác sĩ chăm sóc từ khán giả và đồng nghiệp, Lê Giang cho biết cô hiện sẽ cố tiếp tục chịu đựng và chỉ đi truyền dịch nếu sức khỏe đến chiều nay vẫn chưa ổn định trở lại.